kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thuê người mua gom vàng nhằm đẩy giá, gây bất ổn thị trường. Sáng ngày 7 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường. Đồng thời, với việc duy trì cung ứng vàng miếng SJC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ, gom hàng. Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được khẩn trương, quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở hai địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc thuê người xếp hàng cũng là một dịch vụ nếu nó giúp người mua khỏi mệt, mất thời gian, nhưng nếu mang mục đích gom hàng, gây bất ổn thị trường thì đó là hành vi sai trái. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp. Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu. Người xếp hàng mua vàng cũng cân nhắc hành động của mình, bởi vô ý là tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, gây bất ổn thị trường. Giá bán vàng miếng SJC, Ngân hàng Nhà nước thông báo giá bán trực tiếp ngày 7 tháng 6 cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC 75,98 triệu đồng một lượng bằng với giá bán hôm qua. Vào lúc 10 giờ, các ngân hàng cũng công bố giá bán vàng miếng SJC trực tiếp tới tay người dân 76,98 triệu đồng một lượng, giữ nguyên mức giá hôm qua. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Vietcombank hôm nay thông báo mở thêm 4 điểm bán vàng miếng SJC cho người dân, nâng tổng số điểm bán vàng miếng SJC của ngân hàng này lên 10 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Vietcombank mở thêm 2 điểm bán vàng miếng SJC tại Hà Nội là trụ sở chi nhánh Thành Công, số 1 Thái Hà, quận Đống Đa và trụ sở chi nhánh Trương Dương, số 564 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietcombank cũng mở thêm 2 điểm bán vàng miếng SJC tại trụ sở chi nhánh Kỳ Đồng, số 13 Bis Kỳ Đồng, quận 3 và trụ sở chi nhánh Tân Bình, số 108 Tây Thạnh, quận Tân Phú. Vietcombank cũng lưu ý khách hàng theo khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước. Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay. Đến nay, sau 5 ngày mở bán vàng miếng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, giá vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 4 triệu đồng một lượng. Tính từ vùng giá đỉnh lịch sử 92,4 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng SJC đã bốc hơi hơn 16 triệu đồng. Cẩn trọng khi mua bán vàng để tránh thiệt hại. Việc bán vàng SJC trực tiếp tại các ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Giá vàng trong nước có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới và người dân cần thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay. Trao đổi với báo Quân đội Nhân dân, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết việc này nhằm thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế ở mức phù hợp. Đồng quan điểm, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nhận định xu hướng vàng giảm đã rất rõ và người dân cần cẩn trọng khi mua, bán vàng để tránh thiệt hại. Ngân hàng Trung ương hoàn toàn có đủ khả năng cung ứng vàng vì đang là người độc quyền nhập khẩu vàng và đủ khả năng nhập khẩu để cung ứng cho thị trường, ông nói. Đánh giá về xu hướng giá vàng tại thời điểm này, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng giá vàng thế giới đã đạt đỉnh cao trong thời gian khá dài do tâm lý lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed không giảm lãi suất, ít nhất từ nay đến tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, gần đây đã có những dấu hiệu cho thấy lạm phát của Mỹ giảm nhanh hơn nhờ tác động giảm giá nhiên liệu, cùng với những dấu hiệu phục hồi nền kinh tế bắt đầu rõ rệt. Lo ngại về việc Mỹ duy trì lãi suất cao đến hết năm không còn nữa và kỳ vọng trong quý 4 của năm nay sẽ giảm lãi suất và khi đó đồng USD giảm giá. Điều này sẽ dẫn đến giá vàng có thể tăng lên, nhưng khó đạt được đỉnh như đã từng đạt trong trung hạn và các dòng tiền tài chính sẽ hướng vào các khoản đầu tư khác, không tìm nơi ẩn nấp là vàng nữa. Giá vàng trong nước phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bởi hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn là cơ quan độc quyền nhập khẩu vàng. Nguồn cung này khá mạnh,
lượng vàng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của nội địa chỉ khoảng 20 đến 30 tấn vàng một năm. Theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới, tương đương khoảng 2,5 đến 3 tỷ USD, là một khối lượng rất nhỏ so với kim ngạch xuất khẩu hiện tại của Việt Nam, sắp xỉ 200.000 tỷ USD và so với dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là 100 tỷ USD. Những người đã mua vàng trong thời gian qua, đặc biệt ngay trong ngày hôm qua, đã chịu lỗ và xu hướng lỗ sẽ càng lớn nếu tiếp tục đầu cơ. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho biết yếu tố đầu cơ đã giảm, bằng chứng là tiền gửi tiết kiệm của dân chúng tại các ngân hàng đã có dấu hiệu tăng trở lại, mặc dù tiền gửi của doanh nghiệp vẫn tiếp tục giảm. Do đó, các nhà đầu tư và đầu cơ trên thị trường tài chính cần ra soát lại danh mục đầu tư theo hướng kinh tế phục hồi, thị trường chứng khoán và bất động sản ấm lên và thị trường vàng tiếp tục giảm giá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chỉ đạo đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC sẽ tập trung huy động năng lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước với khối lượng lớn, phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, SJC sẽ tổ chức tốt hoạt động kinh doanh để đảm bảo liên tục phục vụ nhu cầu thị trường. Giá vàng vẫn còn dư địa giảm, người mua nên quan sát thêm. Theo báo Lao động, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn còn ở mức cao và giá vàng trong nước vẫn còn nhiều dư địa giảm để dần dần đưa về mức chênh hợp lý. Người mua có thể đối diện với nguy cơ rủi ro nếu mua vàng thời điểm này. Theo đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế, khi Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán, kéo giá vàng giảm sâu đã tạo một tâm lý hào hứng đối với người mua. Tuy nhiên, lượng vàng bán ra trong 2 ngày qua rất hạn chế. Nhiều người xếp hàng đợi cả 2 ngày nay nhưng không mua được vàng. Số lượng vàng bán ra không cung cấp đủ nhu cầu của thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hiện tại vẫn ở đâu đó khoảng 7 triệu đồng một lượng và vẫn còn dư địa giảm tiếp. Theo tôi, mức chênh lệch hợp lý giữa giá vàng thế giới và trong nước là khoảng 3 đến 5 triệu đồng một lượng nên thị trường vẫn có dư địa để tiếp tục giảm. Ông Hiếu khuyên người mua nên tiếp tục quan sát và chờ đợi vì có khả năng giá vàng sẽ tiếp tục xuống thấp. Giá vàng đã giảm 1 triệu đồng từ ngày đầu Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá mở bán cho người dân và có thể sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới. Chính vì thế, người nào muốn mua nên tiếp tục quan sát thị trường, chờ đợi giá tiếp tục giảm, ông nói. Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, một chuyên gia kinh tế khác cho rằng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn đang ở mức cao. Đây cũng là rủi ro nếu người dân mua vàng đầu tư ở thời điểm này. Về lộ trình Ngân hàng Nhà nước đưa vàng vào thị trường để bình ổn giá vàng, vị chuyên gia phân tích, nếu Ngân hàng Nhà nước bán cho nhóm ngân hàng Big Four với giá tương đương giá thế giới thì không thể đủ nguồn cung vì ai cũng chen mua dù chưa có nhu cầu. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán theo giá thế giới cộng thêm độ chênh lệch nhất định để đảm bảo từng bước giảm độ chênh giữa giá vàng Việt Nam với thế giới và phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài ra, lượng bán cũng sẽ chia nhỏ mỗi lần để đưa từ từ vào thị trường, từng bước giảm giá vàng trong nước cho phù hợp. Do đó, chúng ta phải chấp nhận giá vàng trong nước và thế giới có sự chênh lệch nhất định và sẽ hạ dần theo thời gian mà lượng vàng được Ngân hàng Nhà nước cung ra, cũng như người dân bắt đầu chuyển qua các kênh khác như gửi ngân hàng, mua bất động sản hay sản xuất kinh doanh. Theo tôi, sau một thời gian xử lý, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đưa về khoảng 2 đến 4 triệu đồng một lượng là hợp lý. Tiến sĩ Đinh Thế Hiển nói, trong giai đoạn đầu, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chưa thể giảm ngay. Điều quan trọng là phần chênh lệch này nằm trong tay nhà nước để có dự trữ phòng ngừa rủi ro và điều tiết thay vì chảy vào túi đầu cơ buôn lậu. Dĩ nhiên, nhà nước không chủ trương neo giá vàng cao so với giá thế giới để hưởng chênh lệch. Ngân hàng Nhà nước thông qua bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại hạ dần chênh lệch giá vàng, giá thị trường hạ đến đâu thì Ngân hàng Nhà nước hạ giá bán vàng cho ngân hàng thương mại đến đó. Vị chuyên gia nhận định, với tình hình hiện tại, người dân và nhà đầu tư cần cẩn trọng khi mua vàng bởi giá vàng có thể tiếp tục giảm và việc đầu cơ vào vàng có thể dẫn đến thiệt hại. Thay vào đó, các kênh đầu tư khác như chứng khoán và bất động sản đang dần phục hồi và có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn. Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để bình ổn thị trường vàng, đảm bảo cung ứng đủ vàng cho nhu cầu của người dân và kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!